với phương châm ăn cây nào gào cây nấy, nhưng với con ve và mẹ con ve thì nó ăn cây táo, nó gào cây sung. Ăn cây nào gào cây nấy là để bảo vệ và năm sau chúng ta còn ăn tiếp mùa vụ sau nữa. Còn đối với ve, với mẹ con ve là ăn cây táo gào cây sung, nhưng đôi khi họ không gào. Ăn cây nào chặt luôn cây đó, chặt xong họ đốt làm củi luôn ở nhà, thì tất nhiên là những vấn đề mà tồn tại trong thời gian vừa qua. Mẹ con bún bò cũng đã nêu lên những vấn đề về xã hội cho chúng ta thấy rất là rõ. Câu chuyện tranh giành tài sản ở nhờ trong suốt 2 năm mà muốn được căn nhà. Nếu như một con người mà có đủ cái bản lĩnh hay là đủ một cái liêm sĩ, thì khi người ta cho mình một món quà thì đầu tiên là sao cả nhà? Đầu tiên là mình sẽ từ chối. Mình từ chối nó thôi, con không nhận đâu. Món quà to quá, cậu còn hồng lon, cậu còn những đứa cháu thì cậu chia cho đứa cháu đi, tại sao phải cho con? Đó là một người liêm sĩ và là một người biết chữ tín, chữ tình và cái chữ mà chữ hiếu đối với một con người khác. Dù sao thế nữa thì cố nghệ sĩ cũng là người mà đã che chở cho con que này trong suốt những khoảng thời gian vừa qua, nâng đỡ nó, làm cho nó trở thành một cái ca sĩ được mọi người biết đến thông qua một cái mác, đó là cháu của ông Hoàng Hồ Quảng đó nha. Thời điểm đó Hồng Loan như thế nào cả nhà? Hồng Loan không ai biết đến. Hồng Loan chỉ là một người nuôi 5 đứa con, được là danh là con của ông Hoàng Hồ Quảng, nhưng suốt ngày vẫn buôn gánh bán bưng, vẫn ở ngoài đường buôn bán cá, chạy xe ôm và làm các kiểu các nghề để mưu sinh và lo cho cuộc sống nhỏ gia đình, không dựa vào cái mác của ba mình để kiếm tiền. Thì đó là những cái gì mà Hồng Loan phải chịu đựng trong những khoảng thời gian vừa qua trước khi ba mình nằm xuống. Thì trở lại câu chuyện của Hồng Loan trong suốt những ngày vừa qua, khi ông Hoàng vừa nằm xuống thì bên phía mẹ con bún bò, đặc biệt là ông ve, nó đã đứng lên trước truyền thông để tuyên bố rằng Hồng Loan là con nuôi, là đứa con bất hợp pháp của cố nghệ sĩ. Để từ đó chi cái nhà, để từ đó nó lấy cái di nguyện mà những lần ăn nhậu, những lần ngồi tâm sự cùng với cố nghệ sĩ khi ông say xỉn, khi ông có những ngày giận hờn, giận dỗi Hồng Loan, thì nó lại ghi âm, nó cắt ghép và cuối cùng nó tạo thành một cái di nguyện, đó là di nguyện, di chúc miệng mà mọi người thường biết. Đó là câu chuyện mà đã xảy ra. Quà đã đúng như những gì mà con ve nó nói, đó là di nguyện của cậu thì nó sẽ giữ lấy. Trở lại câu chuyện liêm sĩ, khi mà người ta cho mình món đồ thì tất nhiên là mình phải từ chối khéo, từ chối trước. Tại vì món quà đó nhỏ thì mình nhận được cả nhà, còn cái này món quà quá to bự, một căn nhà, những mảnh đất thì làm sao mà mình đủ can đảm mình nhận được. Trong khi đó, những cái tài sản đó mình không phải là người tạo ra, không cùng chung sức tạo ra, mà đôi khi mình còn khóa nữa. Khóa ở đây là nói về mẹ của cô cháu gái và em của mẹ cô cháu gái, đó là chú Bảy, cũng đã khóa. Khóa ở đây là cậu đã trả nợ, đã cố gắng trả nợ cho mẹ con của bún bò và chú Bảy một khoảng thời gian rất là lâu, và số tiền lên hàng nghìn cây vàng và những căn nhà, những cái biệt thự mà cố nghệ sĩ đã đứng trên sân khấu để cất tiếng hát suốt những năm vừa qua mới có được tài sản như vậy, cuối cùng cũng không cánh mà bay đó cả nhà. Nói chung là những gì mà cố nghệ sĩ tạo ra đều bị mẹ con bún bò và chú Bảy đã tàn khóa hết. Bây giờ chỉ còn duy nhất lại một căn nhà, mà nơi thường gọi là căn nhà thờ từ đường tại số 5 Đoàn Thị Điểm. Căn nhà này Hồng Loan nhất quyết không bao giờ bán. Và cái người mà muốn chiếm căn nhà này, đó là mẹ con bún bò, muốn đồng sở hữu căn nhà này để tiện bề bán căn nhà sau khi những cái pháp lý mà Hồng Loan không biết. Cô cháu gái này cứ tưởng là xung quanh Hồng Loan không còn ai, và cứ nghĩ là thời của mẹ cô làm được thì sẽ đến thời cô chắc chắn làm được. Nhắc lại thời của mẹ của cô gái này một chút về căn nhà từ đường của Thành Mỹ. Đúng ra là Thành Mỹ sẽ không phải ở nhờ nhà của Hồng Loan, mà Thành Mỹ sẽ có một căn nhà từ đường tại Gò Vấp. Nếu như cô Sáu đừng có say mê, đam mê về những con số đỏ đen hay là về cờ bạc, thì tất nhiên cuộc sống bây giờ Thành Mỹ đã có căn nhà riêng và là nơi thờ tự ông bà ở cả nhà. Và cô Sáu cũng là một người ca sĩ nghệ sĩ được mọi người biết đến thông qua cái mác là em của ông Hoàng Hồ Quảng. Rồi, người mẹ làm được thì tất nhiên người con sẽ làm được.
Nếu như không có một cách dạy dỗ gà đàng hoàng thì sau này tới đời cháu cũng sẽ phải làm giống như đời mẹ và đời của bà ngoại nó. Tại sao mình nói vậy cả nhà? Tại vì đời mẹ của con ve này nó đã làm được rồi thì tất nhiên sẽ tới đời con của nó, đời con của bà này là con ve, nó sẽ làm. Hiện tại nó đang làm và nó dùng mọi thủ đoạn để có được căn nhà này. Thì tất nhiên nếu như không có cách dạy dỗ đúng theo đạo đức của người Việt Nam thì tất nhiên con ve này thì nó cũng sẽ làm với ai đó trong hoàn cảnh nào đó khi nó trưởng thành. Đó là hậu quả rất là ghê gớm ở nhà. Nếu như từ đời bà truyền cho đời con và tới đời cháu thì tất nhiên câu chuyện của con ve này nó sẽ kết thúc ngay tại thời điểm này chứ không còn sẽ xảy ra nữa. Đó là những gì mà mọi người cũng quan tâm trong những thời gian vừa qua, muốn phiên tòa diễn ra. Và trên phiên tòa đó, các vị thẩm phán, các vị bên kiểm soát họ sẽ lập luận, họ sẽ đưa ra những quan điểm để cho những người tham dự phiên tòa này có một cái nhìn đúng đắn, một cái nhìn khách quan và một buổi nghe những gì để nói đâu là đúng, đâu là sai trong cái câu chuyện tranh giành tài sản mà cái người đi tranh giành không có một thứ giấy tờ gì, không có một cái chứng cứ gì để tranh giành, toàn là những chứng cứ nó không hợp lệ, chứng cứ yếu như những gì mà con ve nói. Cũng là một cái ôm, nhưng mà ôm con thì nó khác, còn ôm cháu thì nó khác. Được một tác giả trên hội nhóm ủng hộ Hồng Loan và yêu cầu sao kê tẩy chay nghệ sĩ bẩn. Hai cái ôm, hai trạng thái khác nhau. Một cái ôm hạnh phúc và một cái ôm chịu đựng. Con gái dù đã 9 tuổi ấy, anh ấy vẫn bồng trên tay thì đủ. Cậu yêu thương nó, yêu thương con gái đến như thế nào mà nó vẫn đi vay mượn tình thương đó, muốn xóa ngôi con gái trong lòng của cậu nó luôn. Hai cha con tình thương mến thương chụp hình với Hồng Loan là ẵm trên tay như vậy đó. Cứ nghe phe bên kia nói là cha từ con mà bức xúc. Đó nhà, đó là một hình ảnh sinh nhật cố nghệ sĩ ẵm Hồng Loan trên tay và một cái hình ảnh mà cố nghệ sĩ được con ve nó ôm nhưng mà khuôn mặt của ông không được vui lắm. Thì tất nhiên là ông đủ hiểu là ông đã chịu đựng. Chịu đựng ở đây là để cho con ve nó đối xử với con gái của ông trong khi ông còn sống được tốt hơn và ông không muốn tiết lộ những cái thông tin về cái di chúc mà cho con ve này biết là ông không ghi di chúc và ông lấy chúc lại. Đó là một cái hành động rất là hay, thông minh của cố nghệ sĩ đó nha. Đừng nói là cậu nó không biết gì về pháp luật hay là hành chính, cậu rất là thông minh. Nếu như mà thời điểm đó mà cậu đã đưa ra di chúc, cậu để lại di chúc thì tất nhiên 6-7 ve làm sao để yên cho con gái của nghệ sĩ được. Mặc dù nó biết là Hồng Loan là nuôi hay ruột gì đó, nó sẽ tìm cách loại trừ Hồng Loan, loại trừ vĩnh viễn luôn đó nha. Đó là một hành động rất là nham hiểm và nguy hiểm cho Hồng Loan, nên ông đã âm thầm chịu đựng. Và trong những năm cuối đời của ông đã cho mẹ con ve để về lại ngôi nhà của ông tại số 5 Đồng Thời Điểm. Để gì cả nhà? Để xem mức độ tham lam của họ như thế nào và xem họ có hối cải ăn năn sửa lỗi, sửa chữa những gì mà trong quá khứ mẹ con muốn bò để ra hay không. Nhưng không cả nhà, cuối cùng trong khoảng 2 năm sống tại căn nhà trên thì họ đã lộ rõ cái bản chất, lộ rõ được cái vòi bạch tuộc muốn thâu tóm tất cả từ tài sản đến tình thương. Đó thì tất nhiên thì cậu Nam rất là thông minh và ông cũng đã đủ hiểu là có cần chia hay không, hay là sẽ diễn một vở kịch như những gì mà ông đã diễn trên sân khấu cho đời, cho người. Cuối cùng ông đã chọn phương án là diễn kịch cùng với mẹ con ve, phủi bỏ Hồng Loan, từ Hồng Loan. Đó là những cái luận điệu mà phía bên kia họ đang đưa ra. Họ nghe từ đâu cả nhà? Họ nghe từ bà hàng xóm hay họ nghe từ những người trong gia đình Hồng Loan kể? Thì tất nhiên họ nghe từ những người trong nhà Hồng Loan kể. Nhưng Thành Mỹ à, bùm bùm mà, không, bún bò, mẹ con bún bò, bà Lành là những người cung cấp thông tin ra bên ngoài. Thì chỉ có những người đó là những người thân cận nhất trong gia đình mới kể được những câu chuyện đó. Và những cái chuyện có từ hay không nhưng không biết, nhưng thông qua những hình ảnh, thông qua những cái tình cảm mà của cố nghệ sĩ dành cho Hồng Loan, thì mình nghĩ một điều là cố nghệ sĩ rất rất là thương Hồng Loan, rất là thương những đứa cháu. Những đứa cháu mà con Hồng Loan, mà Hồng Loan đã sinh ra cho ông.
rất là thương ở nhà. Ngay cả khi Hồng Loan không ăn được món gì, ông đều biết hết. Nó thử thời như con ve, thử thời như hỏi đi ba con ve, nó biết con ve không ăn món gì không. Hay là suốt ngày nó chỉ lo những vấn đề tài sản, lo những vấn đề liên quan đến âm mưu thủ đoạn mà nó quên mất đi những cái kỷ niệm nhỏ nhặt này. Đó cả nhà. Thì bài viết này mình cũng mong cả nhà là nhìn nhận, xem xét lại một cái cách khách quan trong câu chuyện của Hồng Loan, trong câu chuyện của con ve. Nó không đi hát được, nó mất đến nỗi mà ngày hôm qua khi Hồng Loan đi hát thì trên hội nhóm của nó chia sẻ một cái bài viết như sau, mắc cười đó nha. Trước khi lên sân khấu phải nói rõ là mình là con nuôi nha Loan, đừng có nói mình là con ruột nha. Nếu nói là con ruột phải có ADN nha Loan. Thì đó là những cái xuyên tạc của bên kia cả nhà. Cái câu chuyện đi hát nó chẳng liên quan gì đến cái chuyện mà thân phận trong đây cả nhà. Chỉ quan trọng là con của con sĩ đủ rồi. Bây giờ con ve nó dám lên trên sân khấu nói thiệu là tôi là con của con sĩ không? Mình nghĩ nếu mà nói thêm một cái là dép Loan chọi tự lừa hết, trứng chọi tự lừa hết. Mà Hồng Loan có quyền tự hào gì ba mình, có quyền hát những bài hát của mình là bình thường. Đó. Còn hiện tại mà cái câu không tin mà Hồng Loan bị đánh bản quyền trong cái câu chuyện bài hát gì lá bồ đề hay lá bồ gì đó, thì vấn đề đó là con ve nó đang chơi xấu Hồng Loan một cách thái quá cả nhà. Có những người ta hát bài hát đó mà tại sao con ve không quánh mà lựa ngay những kênh YouTube của Hồng Loan để quánh. Có những cái người ta hát rất là hay, lượt view nó cao hơn con này rất là nhiều, mấy triệu là bình thường. Đó, ngày xưa con ve nó hát cùng với cố nghệ sĩ thì nó được khoảng 700-800 ngàn view. Nhưng mà một nghệ sĩ tay ngang, một nghệ sĩ đường phố bình thường, họ hát nhưng mà họ đạt trên mấy triệu view rồi. Và cái tác giả của bài hát này, họ cũng mong muốn, cũng một thông điệp là muốn gửi bài hát này đến cho tất cả mọi người, ai cũng hát được, chứ không phải là hát chỉ dành riêng cho con ve này. Và Hồng Loan lấy một đoạn hát trong bài hát đó để đưa vào bài hát của mình là chuyện bình thường. Tại vì giọng hát đó là giọng hát ba của Hồng Loan, không có liên quan gì đến con ve hết. Và cái lời hát đó là cái lời hát của tác giả viết cho mọi người hát, viết cho mọi người để mọi người cùng hát trong câu chuyện này. Đó cả nhà. Thì tất nhiên bên phía bên kia họ đưa những thông tin như vậy, đưa ra những vấn đề là khi mà Hồng Loan sân khấu phải chịu là con ruột. À, đừng nói là phải nói là con nuôi, nói là con ruột. Nói chung là họ bây giờ là ở nhà, ở không làm gì hết, chỉ suốt ngày lên canh me Hồng Loan. À, canh me Hồng Loan, canh me những show diễn của Hồng Loan vào chống phá thôi. Nhưng mà chống phá làm sao được ở nhà. Trước khi vào cổng anh phải mua vé. Và một giờ mua vé rồi mà anh mà đơn độc đứng đó chống phá thì tất nhiên thì bảo vệ của sân khấu họ sẽ mời ra, là một phần. Thứ hai là những anh em YouTuber quay và chia sẻ tại đó, trực tiếp tại đó. Bây giờ đố đó không dám đến nữa nha, léo mặt tới này để nó quậy nữa, huống chi là những gì mà nó đã sắp đặt trên không gian mạng. Trên mạng chỉ là nói mồm, nói mỏ, nói bằng những cái ngôn từ thôi, mà quan trọng là thực tế có dám làm hay không. Đó, dám làm đi thì luật pháp sẽ trừng trị nghiêm minh thôi. Đó cả nhà, đó là những gì mình muốn chia sẻ ở nhà trong cái tin buổi sáng hôm nay xung quanh cái câu chuyện là Hồng Loan đi hát và những cái câu chuyện mà tình cảm giữa các nghệ sĩ dành cho Hồng Loan. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới bình an và tốt đẹp.